chiều chiều mà ra đứng ngõ sau, anh em mình thấy hàng xóm mở chung kèn thì là thấy là phải vào nghe ngay anh em nhé, cảm nhận rất là hay luôn. Khi nào thấy hàng xóm nào mua chung kèn thì vào trải nghiệm luôn. À, đây là con chung kèn đại côn 66, chung kèn USA anh em này, USA công nghệ USA nhé. Đây là một miếng neo là màu vòng vàng đây, còn miếng thép liền nạc ở quanh này, nó rất chắc chắn thật lắm, không phải là cái hộp đâu nhá, đây là cả miếng thép đặc luôn đấy. Cái côn của nó sẽ là côn 66. Bộ chung kèn này thì mình đang ghép với phân tần chuyên trung M111 của bên mình. Và mình bộ này thì giới thiệu anh em mình đi cả hộp luôn nhá. Hộp kích thước của nó này là vuông 24 và sâu vào trong là 26 cm. Sản phẩm khi mình nắp thì mình sẽ cho phân tần vào trong và cái củ chung kèn để ngoài. Anh em mình nhận sản phẩm thì vặn mình vào sau, tháo ốc ra. Mình đã bắt gá rồi, xong em mình tháo ra vặn đại của mình nhá. Thì bắt luôn cũng được nhưng sợ nó gãy cái cổ này. Chúng ta bắt là thôi. Và vận chuyển nó chúng ta rộng xuống thì hay gì nó ném trong lúc vận chuyển thì rất là nguy hiểm, vỡ mất cái này của mình. Nên sẽ để ngoài. Chung kèn thì anh em mình sẽ biết nó là gì. Cực kỳ đẳng cấp rồi đúng không? Mình thêm mấy anh em mình nghe về tiếng chung của nó này. Đây mình cắm vào đấy thì nó mới nói này. Nhìn lá me bay nhớ kỷ niệm hai chúng mình. Ngày đó quên nhau vương chốn tình trên tóc mây. Đôi mắt thơ ngây hoa nắng ươm đầy. Đẹp tựa như lá me bay nên tình anh cho. Với chung kèn thì nó sẽ thiên về giải chung và anh em mình có thể dùng nó để trợ lời cho karaoke gia đình, cũng như anh em mình sự kiện mà muốn bổ trợ thêm chung thì ghép thêm bộ này. Khi ghép thì anh em mình đương nhiên là gì, mình sẽ bắt tín hiệu và đít loa và mình sẽ mở to nhỏ theo loa full hoặc theo loa nhà anh em, loa to bao nhiêu thì ngày to theo bấy nhiêu, nhỏ bao nhiêu thằng nhỏ theo bấy nhiêu thì là hay nhất và hợp nhất anh em nhé. Giá bán cho một bộ này là 3.300.000 đồng, bên mình sẽ bao ship 3.300.000 đồng là cả hộp nhé. Và anh em mình lấy bản lấy phễu thì là 2.900.000, bản này là 3.300.000 cả hộp. Anh em nào quan tâm thì liên hệ trực tiếp với bên mình để mình tư vấn nhé. Và chào anh em.